Hiện nay, cùng với tốc độ phát triển đô thị ngày càng nhanh của thành phố Hồ Chí Minh, một trong những yêu cầu được đặt ra là sự cần thiết của việc chỉnh trang khu vực trung tâm thành phố. Với sự xuất hiện của những công trình mang quy mô tầm cỡ quốc gia và khu vực như đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm vượt sông thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt cao ốc như Bitexco, Vincom hay tuyến metro đang được xây dựng đã tạo nên một hình ảnh hiện đại, ấn tượng của trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận thực trạng có không ít công trình công cộng, địa điểm kiến trúc đã và đang xuống cấp hoặc không còn phù hợp. Chưa kể, mặc dù mật độ xây dựng tại đây rất cao, nhưng hệ số sử dụng đất lại thấp, không tương xứng với quy mô phát triển của thành phố. Khu vực trung tâm là nơi tập trung các hoạt động hành chính, văn hóa, ngoại giao, được xem là bộ mặt của thành phố. Vì vậy, yêu cầu về việc quy hoạch chỉnh trang khu vực này là cần thiết để đem lại hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh đẹp hơn, hiện đại và văn minh hơn. Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt của cuộc trò chuyện ngày hôm nay, ông Khương Văn Mười, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Minh Đức, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thời gian gần đây, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến một loạt những cuộc khởi công rất lớn cho những công trình có mục đích là chỉnh trang lại toàn bộ diện mạo của khu vực trung tâm thành phố. Đầu tiên xin được hỏi ông Khương Văn Mười, theo với thời gian thì có những công trình vẫn được bảo tồn rất tốt như là nhà hát thành phố hay là khách sạn Hotel Continental, Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng đồng thời cũng có những công trình khác đã mất đi. Chúng ta có một cái tiêu chí nào hay có những cách thức tính toán như thế nào để giữ lại cái này và không giữ lại cái kia không ạ? Trong bảo tồn của mình á, mình phải phân ra làm hai thể loại. Một là bảo tồn vật thể, là kiến trúc, là cảnh quan. Hai là bảo tồn phi vật thể, là các hoạt động của cái không gian đó. Thành phố đã giao cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch có bộ phận bảo tồn đã nghiên cứu, phân tích, thống kê số liệu những công trình cần bảo tồn cấp quốc gia, cấp thành phố. Trong các công trình bảo tồn, chúng ta phải phân biệt những loại thế này. Những công trình mà hiện nay chúng ta thấy còn giữ nguyên, đó là chúng ta làm rất là nghiêm túc. Thứ hai là những công trình bị biến đổi. Chúng ta có thể xem cái lịch sử của từng công trình đó, chúng ta hiểu được cái sự biến đổi nó không còn cái giá trị bảo tồn nữa. Đúng. Và cũng có một số công trình cũ chứ không phải công trình cổ. Cũ có nghĩa là chúng ta mới xây dựng đây trước giải phóng, mà với kiến trúc cũng giả cổ, mà nhiều người dân người ta không hiểu, người ta tưởng là công trình cổ. Đó, cho nên chỉ có cái đơn vị bảo tồn họ mới đánh giá được. Đương nhiên là ý kiến dân chúng ta phải lắng nghe. Nhưng mà về phía bước đi của các cơ quan chức năng của thành phố, tôi nghĩ rằng họ cũng đã làm rất là nghiêm túc trong cái hướng phát triển, mà làm sao để hài hòa được giữa những cái công trình hiện đại với những cái gì thuộc về truyền thống và những gì thuộc về thiên nhiên. Đấy là cái điều mà rất nhiều người Việt Nam khi sang các nước lân cận chúng ta như là Singapore, hay là nếu mà được đi Nhật Bản hay Hàn Quốc chẳng hạn, họ đều mơ ước chúng ta có được một đô thị hài hòa giữa hiện đại và thiên nhiên như vậy. Thứ nhất là phải phát triển, cả thế giới phát triển, chúng ta phải phát triển. Và phát triển thì phát triển thế là thành một thành phố hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển thế giới. Chúng ta thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm để đẩy mạnh nền kinh tế của thành phố. Và bên cạnh đó là phải bảo tồn. Thì về bảo tồn, tôi đã nói rằng nó là nền tảng của sự phát triển bền vững. Thật sự thành phố chúng ta là đa trung tâm. Trung tâm ở quận 5, quận 8, quận 10, nhiều nơi. Và chia sẻ các dịch vụ hạ tầng xã hội. Ví dụ bệnh viện, y tế, trung tâm giải trí, chợ hoa đúng không? Phải đưa ra ngoài. Chúng ta gom về là chắc chắn chúng ta sẽ tắt, mà cái bán kính phục vụ nó sẽ không tốt. Cho nên khẳng định trong hoạch phát triển là chúng ta đa trung tâm mới đã. Chúng ta có thể nhận thấy là đa số bây giờ cái lo ngại nó tập trung ở cái hướng là vậy thì thay đổi chỉnh trang khu vực trung tâm như vậy thì đời sống của người dân sẽ ra sao, họ có chịu ảnh hưởng gì không. Có những người họ sống mấy đời ở đây rồi, họ đang làm ăn rất tốt, vậy thì việc chỉnh trang như thế sẽ ảnh hưởng gì đến họ? Khi chỉnh trang một cái khu vực, nói chung đều có tác động hết, tác động tốt và tác động xấu. Thì không thể nào chúng ta không nói là không có tác động xấu, thì vẫn có ảnh hưởng. Mà chúng ta phải giảm thiểu tối thiểu nhất, và chúng ta phải có chính sách chế độ cho những thành phần đó. Tôi thí dụ như bây giờ cái thói quen người dân là họ sống trong hẻm, là xưa họ bán quán lề đường. Thì như vậy là chúng ta phải tổ chức cho họ có một điều kiện phát triển ở một nơi nào đó, có thể sống nuôi gia đình. Còn cái chỉnh trang là chỉnh trang phải đẹp hơn. Không ai mà chỉnh trang một thành phố mà xấu hơn cái cũ đó. Không ai làm. Cả một cái tập thể, bộ máy quản lý và các nhà chuyên môn, cả một hội đồng mà có các chuyên gia quốc tế nữa, thí dụ như đường Nguyễn Huệ, từ mặt đường cho tới ủy ban xuống tới bờ sông, chúng ta sẽ lót đá hết, đá granite hết, sẽ biến thành khu đi bộ, biến thành khu đi bộ. Nếu mà mấy anh em có thể xem cái ở trục đường ở Barcelona, nó cũng là lót đá từ đầu chí cuối hết, mà hàng năm gần 5 triệu lượt người đi qua đó. Chúng ta thấy là một cái lượng du khách khi đi qua đó thì kinh tế nó sẽ phát triển, nó tạo công ăn việc làm cho các dự án xung quanh. Và bản thân những người dân mình cũng có cơ hội để kiếm sống, để phát triển nữa. Ngoài cái lót đá như vậy đó, chúng ta còn có những cái khu vực như chỗ cái bùng bông cây liễu, cái chỗ mà đang làm metro đó. Rồi chúng ta sẽ làm đài phun nước, là chúng ta trồng những loại cây khác nó phù hợp hơn. Thì như vậy nó sẽ có nước phun nghệ thuật.
cách đây mấy năm khi mà tranh cãi về việc mà giãn dân ở khu vực trung tâm thì có một ý kiến cũng rất là hay như thế này, bảo là thành phố cần phải có những cái khu vực ngoại vi phát triển tốt như là Phú Mỹ Hưng thì sẽ giúp việc giãn dân tốt hơn. Bởi vì bây giờ trước nay ấy, nghĩ là giãn dân người ta chỉ nghĩ là cho người ta đi một khu tái định cư, người ta không biết nó sẽ như thế nào cả, và thường là người ta nghĩ là nó sẽ tồi tệ hơn cái nơi người ta đang ở. Nhưng nếu như mà được một khu như Phú Mỹ Hưng chẳng hạn thì ai cũng muốn đến đó. Với cái việc mà để phát triển những cái vùng ngoại vi như vậy thì theo ông thì thành phố đang có những cái kế hoạch như thế nào? Khi mà chúng ta chỉnh trang lại thì chúng ta phải hiểu rằng là cái người dân chỗ ở thì họ có thể ở tốt, nhưng mà đồng tiền và cuộc sống hàng ngày họ phải đảm bảo. Cho nên trong cái nguyên tắc mà tổ chức chỉnh trang lại đô thị, chỗ ở đương nhiên chúng ta có rồi, theo tiêu chuẩn, theo giá trị tài chính, theo khả năng của người dân, họ phải được hưởng hạ tầng xã hội giống như bất cứ một trung tâm. Mà ở đó họ có trường học nè, họ có nhà trẻ nè, họ có mẫu giáo nè, họ có giải trí nè, có siêu thị thể thao nè, có nhà văn hóa nè, thậm chí tất cả đó họ phải đầy đủ. Cho nên khi mà chúng ta làm một cái khu dân cư mới là tất cả hạ tầng xã hội phải đủ, nhưng mà chưa chắc họ ở, chưa chắc họ ở. Bởi vì ở đó mà vô thành phố đi mất cả tiếng là chắc chắn họ bưng vô thành phố ở lại. Cho nên là trong cái chiến lược phát triển thành phố mình đó, là lãnh đạo thành phố quan tâm tới là mở rộng hệ thống giao thông vận chuyển công cộng thì người dân mới ra ngoài ở. Đúng rồi. Đó là metro, đó là xe buýt nhanh. Nhà tôi Biên Hòa thì tôi về Biên Hòa sáng 6 giờ sáng tôi đi metro vô, làm gì tới chiều 5 giờ tôi leo xe này cái rạc xong. Ở Biên Hòa thì không khí nó mát hơn, ở Long An không mát hơn, ở Bình Dương nó mát hơn. Cho nên phương tiện giao thông và vận chuyển công cộng nó là yếu tố quyết định để mà sắp xếp tổ chức lại người dân. Cho nên metro bắt buộc phải hình thành, chứ không thì chúng ta không thể nào giải quyết được giao thông, mà giao thông bế tắc chắc chắn rằng đầu tư nó sẽ không phát triển. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt việc tổ chức thi tuyển phương án thiết kế, quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 và thiết kế kiến trúc các công trình trong khu trung tâm hành chính thành phố, nhấn mạnh việc mở rộng diện tích và quy mô của trung tâm hành chính trong tương lai. Trong định hướng phát triển khu trung tâm của bất kỳ một đô thị nào thì trung tâm hành chính rất là quan trọng, tại vì nó mang tính biểu tượng nữa. Sắp tới đây khi mà khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được chỉnh trang lại thì cái diện mạo của trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại nó sẽ như thế nào? Hôm nay thì có thể nói lãnh đạo thành phố đã muốn là xây dựng cái một cái trung tâm hành chính mới, là tập hợp tất cả các sở ban ngành này thành lập một cái kiến trúc. Đó, chỗ Sở Tài nguyên Môi trường đó phía sau này chúng ta tổ chức lại, có bãi đậu xe chắc chắn là phía sau phải làm đường hầm rồi. Và trụ sở 13 cái khối phía trước là anh Tôn, ngay chỗ quan trường Bác là cái đó, cái nhà chúng ta giữ, chúng ta bây giờ làm cái cánh này dài qua hai bên đối xứng lẫn nhau để giữ được cái kiến trúc chung. Nối dài là cái đó, nối dài qua để cho cái kiến trúc nó cân đối, nó đang đối. Và ở đây đó là đang xây dựng đề tài và sẽ tổ chức cuộc thi rộng rãi về thi ý tưởng, rồi trên đó trên ý tưởng nó mới chọn một cái 5-6 nhiều đồ án mà có chất lượng tốt phù hợp nhất để mà thực hiện cái này. Thì có thổi nay đây là một cái động tác gần như chỉnh trang. Trong giải pháp chỉnh trang này, cái hình thức kiến trúc thế nào để tôn trọng cái giá trị của trụ sở ủy ban hiện nay. Và tôi nghĩ rằng tới lúc đó thì bộ phận làm việc sẽ sao mà công trình này sẽ làm dành cho nhân dân nơi công cộng, họ hiểu được cái giá trị của cái trang trí bên trong đó. Dạ vâng, rất là hay. Như vậy là hy vọng trong một tương lai gần chúng ta sẽ vừa có một trung tâm hành chính hiện đại ở ngay tại vị trí cũ, ngay trung tâm, tức là rất là thuận tiện cho người dân đến làm việc, và ở đó có thể có những cái công trình hiện đại mà bất cứ một trung tâm hành chính hiện đại nào đều có, chẳng như là bãi đỗ trực thăng hay là những cái đường bãi đậu xe ngầm hay những cái đường hầm ngầm an toàn chẳng hạn. Xin cảm ơn ông Khương Văn Mười về những chia sẻ rất là quý báu, cho chúng ta một cái niềm tin nhìn vào tương lai gần của Thành phố Hồ Chí Minh để sớm được thừa hưởng tất cả những cái gì mà một đô thị hiện đại có thể mang lại, trong khi vẫn được sống trong một cái không gian gọi là gợi lại cho chúng ta rất nhiều những cái dấu ấn, những cái di sản của quá khứ. Cảm ơn Minh Đức. Xin chào khán giả. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Và tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem những thông tin về dự báo thời tiết trong ngày.